với sự tham gia của các diễn viên Đường Nghệ Hưng trong vai Lộ Tiểu Nam, Trần Vĩ Đình trong vai Tô Khải Văn, Lương Điền trong vai Tô Tiểu Mùi, Ngụy Đại Huân trong vai Âu Dương Thiên Vũ. Từ Thân Đông trong vai Tô Nhị Mùi, Diễm Húc trong vai Lâm Quang Diệu và một số diễn viên khác. Biên kịch Trương Giai, nhà sản xuất Quách Nhất Lâm, Vương Tinh Tinh, đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Bộ phim Hạnh Phúc Bản Đường, tập 10. Điều kiện như vậy sao không ở nhà đi, ra ngoài tìm bạn đời lại còn dám gửi thư cho mình nữa chứ. Alo, chị Hai gọi em hả? Có gì không? Em đang bận lắm. Em bận gì vậy? Tìm bạn trai, không tìm được đại gia thì phải tìm tình yêu đích thực trước vậy. Em đang tìm bạn trên mạng nè. Hai ngày nữa em sẽ gửi chị xem ảnh mấy người. Chị tư vấn cho em nha. Alo, chị ơi, chị làm sao vậy? Nhị Mũi, tôi Nhị Mũi. Hả? Chị Hai. Chị Hai gọi, chị Hai gọi điện thoại nè. Nhanh lên, nhanh lên. Chị à, chị đừng có khóc mà. Chị ở đâu vậy, bọn em đi tìm chị. Không cần. Chị nói em biết. Tình khốn đó lại nói gì với chị rồi đúng không? Anh ta nói là muốn ly hôn với chị. Hả? Chị còn chưa đòi ly hôn thì làm sao mà tới lượt anh ta chứ. Chị à, alo, alo. Sao rồi, chị cả đang ở đâu? Chị ấy cúp máy rồi. Chị ấy nói gì hả? Chị ấy chỉ khóc thôi à. Sau đó chị ấy nói là anh rể đòi ly hôn với chị kìa. Cái gì? Ly hôn? Sau đó cúp máy rồi. Để chị gọi cho chị ấy. Xin chào, tôi ba quý khách đang gọi, hiện tại tắt máy. Tắt máy rồi. Hả, vậy phải làm sao? Cũng không biết chị ấy đang ở đâu nữa. Chắc chị ấy không nghĩ ngợi lung tung đâu. Tên Đoàn Chí Thành này, chị nhất định không tha cho anh ta. Ê, chị định làm cái gì vậy hả? Chị đi tìm tên khốn đó. Trời ơi, chị kích động hơn là cái em nữa đó. Chúng ta còn chưa làm rõ chuyện gì. Rõ mà. Ràng như vậy rồi còn gì. Tên khốn đó với bà chủ kia mới đòi ly hôn với chị cả. Ly hôn thôi mà. Chị là người ủng hộ chị Hai ly hôn còn gì. Tên khốn đó không bỏ đi còn giữ vậy lại làm gì. Vậy cũng không tới lượt anh ta đưa ra đề nghị đó. Chị muốn đi hỏi xem lương tâm anh ta có bị chó gặm được không. Ơi, chắc bị chó gặm rồi đó. Giờ chị nói vậy cũng chẳng có ích gì. Chị đừng có đánh anh ta. Nếu không sẽ làm hỏng chuyện tốt nha. Chuyện tốt hả? Ừ. Nếu như Đoàn Chí Thành đề nghị ly hôn, vậy chị chúng ta cũng có thể đưa ra điều kiện. Loại đàn ông này cho dù có hối hận hay sửa đổi, chị nghĩ là chúng ta cần hắn hả? Nên điều quan trọng cần thiết nhất bây giờ là không phải ly hôn hay không, mà ly hôn như thế nào. Tô Tiểu Muội, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Làm người thì nên thực tế một chút.
Em cũng đang suy nghĩ cho chị hai, suy nghĩ cho quả thôi. Có thể ly hôn nhưng điều kiện phải đưa ra rõ ràng. Nếu không sẽ lột da anh ta ra. Nhất định là em sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Cứ đi tìm chị cả trước đi, sợ chị ấy nghĩ lung tung thôi. Đi, đi. Mèo lên. Nè nè nè, nhị muội à? Dạ. Các cháu ra ngoài hay sao hả? Chúng cháu hôm nay chúng cháu có hẹn với bạn vậy. Cháu đi cùng với nhị muội. Nè dạ. Nè nè, hai đứa đều bận hả? Đừng quên là hôm nay là tổng vệ sinh của khu nhà hạnh phúc của chúng ta đó. Nè, hai cháu đều bận như vậy thì ai làm việc đây hả? Nè, tiểu muội, không phải sáng nay cháu chưa có mặt hay sao? Mẹ cháu mà biết cháu không làm việc sẽ giận lắm cho coi. Không phải cháu cố tình không dọn đâu mà là cháu có việc thật mà. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh của nhà chúng ta. Mới dọn được một nửa ở ngoài sân. Sáng nay thì thím đã thấy nhị muội rồi. Còn cháu, cháu cứ như vậy mà đi thì không phải là quá đáng rồi sao? Cháu quá đáng hả? Cũng không biết ai quá đáng đâu nha. Nếu nói quá đáng thì chú mới quá đáng đó. Mỗi lần mà dọn vệ sinh á, chứ không thấy chú ấy đâu hết trơn. Nè, cứ toàn đi qua cháu, đi lại mà chẳng cháu, làm sao, gì hết. Sao cháu có thể nói người lớn như vậy? Đó là chú của cháu mà. Thím à, nhưng mà chuyện là thế này, chúng cháu có việc thật sự đó. Chúng ta có thể nói chuyện sau nha. Chị đừng giải thích nữa. Em thấy gì mà. Sai đâu chứ. Tiểu muội à, cháu nói năng như vậy quả thật không biết suy nghĩ gì hết á. Cháu nói năng lung tung không suy nghĩ hả? Trong chúng ta ai là người nói năng không suy nghĩ trước? Được. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy nói chuyện tử tế đi. Thím nói cho cháu biết nha tiểu muội. Thím sẽ thay ba mẹ cháu dạy dỗ cháu cẩn thận. Cháu cũng muốn xem bà thím từ quê lên của cháu muốn dạy dỗ cháu như thế nào. Cháu nói ai từ quê lên hả? Thím nói cháu không tôn trọng chú. Chú có biết tôn trọng người khác hay không? Thím đừng lấy người lớn ra dọa cháu. Mỗi lần làm ăn chú đều phải đền tiền cho người khác. Trong nhà ai cũng biết điều này. Mỗi lần như vậy ai trả tiền cho hai người? Nhà mà bà để lại là hai người thế chấp cho nhà của cháu đó. Không phải gì giúp cho hai người thôi hay sao đi. Hai người đừng có lôi cả nhà ra được không hả? Tô nhị muội, chị cứ kể em đi. Chị hãy để em nói hết đi. Những lời này em đã kìm nén từ rất lâu rồi đó. Sao thím ấy nói được mà em không nói được chứ hả? Đừng tưởng cháu không biết những chuyện xấu mà cháu đã làm ra. Lúc chú làm ăn nợ một khoản tiền lớn, mẹ của cháu phải suy nghĩ để giúp chú thím xóa nợ. Nhà của cháu nợ chú thím hay sao? Lúc cháu và nhị muội học đại học, tiệm nét của chú đóng cửa, chủ nợ suốt ngày tới nhà làm loạn lên. Học phí của chúng cháu suốt chút nữa là đã không lo nổi. Cháu đúng là quá đáng mà. Nhị muội đi thôi. Ông xã à, bọn họ coi thường em cũng được. Em biết em là từ quê lên, nhưng anh xem mấy đứa cháu của anh nói hành như vậy đó, em không phục. Tại sao chứ? Tại vì anh không có tiền. Vì anh lấy một người vợ quê như em mà bọn họ có thể bắt nạt chúng ta được hay sao hả? Em thật sự không chịu nổi mà. Em cũng cảm thấy chúng ta không có tiền, sống không giống như bọn họ được hay sao? Ừ. Người có tiền á, người ta có cách sống của người có tiền. Người không có tiền á, cũng có cách sống riêng của họ. Bây giờ anh có nhà để ở, lúc đói có thể ăn chút trái cây, còn có thể ôm bà xã xinh đẹp như em, xem tivi chung với nhau, nghe ca nhạc nữa. Anh mãn nguyện lắm rồi. Với lại hạnh phúc mà không đo được bằng tiền đâu. Em coi, ba người nhà chúng ta ở bên cạnh nhau vui vẻ biết bao nhiêu. Người ngoài có tiền chưa chắc mua được đâu. Cứ để cho họ hâm mộ chúng ta đi. Em buồn em khóc làm cái gì chứ? Chuyện của ai người nó tự biết. Đúng vậy, ông xã, anh nói hay lắm. Em xin lỗi anh. Đã có tuổi rồi còn khóc cái gì nữa chứ? Em không khóc nữa. Đây là tài nguyên đó biết chưa. Tiết kiệm chút đi. Đi rửa mặt đi. Anh quên mất. Quên nói chuyện chính. Lúc nãy chị dâu hình như nói tính làm món sườn kho có đúng không? Em đâu có nghe nói gì đâu. Cảm ơn mọi người hôm nay đã mời tụi cháu bữa cơm này. Chén rượu này, à không, ly coca này, cháu xin kính mọi người. Xin kính mọi người một ly. Này Thái Văn à, tôi không biết luật của cậu khi ở Mỹ ra sao hết, nhưng mà ngoài việc không chịu thiệt thòi ra thì những cái khác tôi ăn được hết, không kiêng kỵ gì hết. Tôi dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được hết. Cháu ăn nhiều vô một chút nha. Cháu là giảng viên đại học hả? Đại học nào vậy? Khoa kiến trúc của đại học giao thông mà. Trời ơi, vậy là giáo sư của đại học danh tiếng rồi. Giỏi thật đó. Bà ơi, cháu vẫn chưa phải là giáo sư à?
Trước giờ cháu chỉ là một thầy giáo bình thường, vừa mới được lên làm phó giáo sư thôi. Có tương lai lắm. Ăn đi. Vậy ba mẹ của cháu chắc cảm thấy vinh dự lắm hả? Nhìn hai đứa yêu thương nhau như vậy, sao vẫn chưa có con? Trước khi kết hôn tụi cháu bàn kỹ rồi, tụi cháu không sinh con. Không sinh con? Về chuyện này tụi cháu đều suy nghĩ rất là open. Chính là nghĩ thoáng. Mẹ hiểu. Vì tụi cháu thấy hai người chung sống hạnh phúc là được rồi, cho nên chắc không cần sinh con đâu ạ. Với lại cô ấy thường xuyên bận việc, công việc của cháu cũng rất bận, cho nên có con rồi tụi cháu phải có trách nhiệm rất lớn. Vì vậy tụi cháu quyết định không sinh nữa. Không thể nói như vậy được. Con cái là sự kết nối, là sự tiếp lửa cho gia đình. Nếu không bao nhiêu đời của gia đình bà, sao có thể tiếp tục nói giỏi chứ. Nên sinh con đúng không hả? Dạ đúng rồi mẹ. Con thấy không sinh con cũng chẳng có gì là không tốt hết. Con thấy hai vợ chồng họ nhất định đã lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình rồi. Thế hệ trẻ của bọn họ không giống như chúng ta. Sao con có thể nghĩ như vậy? Mẹ, như thế hệ của chúng con thì quả thật không dám nghĩ như vậy. Nhưng bọn trẻ đều có thể tự lựa chọn cuộc sống cho mình, thật tốt biết mấy. Bọn trẻ bây giờ thay đổi tư tưởng hết cả rồi. Tới khi về già mấy đứa mới thấy khổ. Các cháu phải nghĩ cho ba mẹ của mình chứ. Người già mà, ai cũng muốn được ẵm cháu cả. Thì Khải Giang nó ở Mỹ về mà, phương Tây không có giống chúng ta đâu. Ở đó có rất nhiều gia đình không có con cái, mày hiểu chưa? Ba mẹ cháu di dân sang Mỹ chỉ để lại cháu ở đây sao? Họ không nhớ cháu à? Bà đang hỏi ba mẹ có nhớ anh không kìa. Bà ơi, chuyện là như vậy. Ba mẹ chồng cháu có suy nghĩ rất là thoáng. Họ còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Không có thời gian lo cho tụi cháu đâu. Ba chồng cháu nói chỉ cần tụi cháu có thể tự lập, tự do, tự tại sống cuộc sống mà tụi cháu muốn thì ba đã rất mãn nguyện rồi. Người làm ba mẹ như vậy đúng là biết nghĩ thoáng ha. Họ cho tụi cháu thoải mái tự do, vậy nên tụi cháu lớn lên đều rất vui vẻ. Tốt thật đó. Cháu tên Khải Văn đúng không? Nhìn cháu làm bà nhớ lại. Mẹ à, hàng xóm kế tiệm mì của con sửa nhà rồi. Nói là muốn mở một cửa hàng bán bánh mì hay cơm tây. Vậy rốt cuộc là bánh mì hay là cơm tây đây hả? Anh cũng không rõ lắm. Hình như là một chuỗi nhà hàng của nước ngoài thì phải. Thật sao? Vậy thì hay quá. Vậy thì ngày nào cũng ăn mì tới phát ngán lên rồi. Sao vậy? Không phải chúng ta đang chán vì không có đồ ăn sáng trưa hay sao? Sao lại tốt rồi? Cơm sáng trưa là gì vậy? Có thể cách nói của người nước ngoài, cơm sáng trưa là kết hợp thành một đó. Những thứ đó cô thực sự không quen được. Còn cô chỉ thích ăn mì của nhà mình thôi. Vậy quán ăn to như vậy mở bên cạnh quán mì của anh hai, có khi nào ảnh hưởng đến chúng ta không hả? Không đâu, mì của chú làm ngon như vậy, ngon hơn đồ ăn Tây biết bao nhiêu lần. Cháu sống bên Mỹ lâu rồi nên mấy thứ đồ đó không muốn ăn cũng bình thường thôi. Nhưng mà vợ của cháu thì sao? Anh hai à, việc này vẫn phải điều tra coi sao, để còn có kế hoạch sớm nữa đó. Nói ít một chút đi, ăn cơm đi. Em vẫn đang ăn mà, anh thì không cần lo cho em đâu. Ăn nhiều vô một chút. Khải Văn nè, hôm nay cô nấu nhiều món như vậy, không biết có hợp khẩu vị của cháu hay không. So với chú làm thì cháu thấy thế nào? Không phân được cao thấp. Kẻ tám lạng người nửa cân. Kẻ tám lạng người nửa cân. Cô còn đang lo cháu ở Mỹ không có quen với mấy món ăn này. Không ngờ khẩu vị của cháu với gia đình của cô lại giống nhau như vậy. Nè nè, ăn nhiều vô nha. Ăn nhiều một chút nha. Nè. So với đồ ăn Tây thì cháu là thích ăn món Trung hơn nhiều. Mì của chú là nhất đó. Thích là được rồi. Mì lần trước cháu ăn á chỉ là mì sợi thôi. Chỗ chú còn có mì kéo, mì cán, mì khô và còn có mì xào nữa. Thì em cũng đã nói với Giang Đào nhà em rồi. Em nói với anh ấy lên trang tìm việc để ghi rõ là
em muốn tìm dạ, có cần cháu giúp gì không? Tiểu Nam, không cần không cần. Cháu là khách, mau ra ngoài ngồi đi. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ để cô làm cho. Cô giúp giả rồi. Có công việc mà em không làm, còn phải đi tìm như vậy. Trời ơi, đó là việc theo giờ mà. Lên trang tìm việc là dễ tìm lắm đó. Với lại em phải chăm sóc cho Khải Khải với chồng của em nữa mà. Vậy cũng đúng. Dạ cho hỏi, cô làm giúp việc sao? Mà cô đừng hiểu lầm nha. Tôi không phải vì kiếm tiền đâu. Tôi vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn tìm chút việc giết thời gian thôi. Như vậy nghĩ là thật rồi. Tốt quá. Hả? Là như vậy, vừa hay tôi cũng muốn tìm người giúp việc. Không biết là cô có hứng thú hay không? Quá ra là cô muốn tìm giúp việc hả? Vậy nhà cô một tuần làm mấy lần? Ngày nào cũng làm. Ngày nào cũng làm hả? Tất nhiên rồi. Vậy tiền công thì sao? Cô giúp việc trước kia được trả 25 tệ một giờ, một ngày 3 tiếng. Một tháng tôi trả cô ấy khoảng 2.220 tệ. Vậy có được, được không? Được, được, tôi nhận cho. Vậy thì quá tốt. Vậy cô cứ làm việc đi, lát nữa tôi đưa cô đi xem nhà của tôi. Không cần đâu, bây giờ tôi đi luôn. Chị dâu à. Không sao, em cứ đi đi, tôi làm được rồi. Đi thôi. Hai người sống với nhau thì có việc nhà gì chứ, lại còn bỏ ra nhiều tiền như vậy nữa. Đúng là một cô gái lãng phí. Sao đây, có vấn đề em gì em vẫn chứ? Thấy là mì không đủ đâu. Nè, ông xã à. Hả? Em tới nhà đối diện một chút nha. Làm gì vậy? Tối về em sẽ kể cho anh nghe. Đi thôi. Mì này sao? Cháu xem. Sao chị lại ở nhà chúng tôi? Thì có người bán bánh mì. Chúng ta đi. Uống trà đi. Đây là trà gì vậy hả? Đây chính là trà công phu. Trà công phu là trà gì vậy? Cháu chào bà. Con chào bà. Đứng lại. Mấy đứa đi đâu? Tụi con đi xem phim. Xem phim. Ăn cơm chưa? Dạ rồi. Sao hai đứa không chào khách một tiếng vậy? Đúng vậy. Chào. Xin chào. Cháu coi, hai con bé này đúng không sao đâu là. Cô à, mời cô vô đây. Ôi trời. Không sao. Cô cứ tự nhiên mang vô đi. Nhà của tôi thì hơi bừa bộn một chút. Trời ơi, cũng được ha. Nhà cô trang trí đẹp quá. Trời nhà của mình ở mà. Cho nên tôi muốn trang trí cho dễ chịu. Trời ơi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi nha, tại nhà tôi lâu lắm đó. Rồi không có ai dọn dẹp. Tại không thuê được người giúp việc. Tôi xin lỗi làm cô giật mình nha. Xin lỗi cô. Thật là ngại quá. Không sao đâu. Không sao mà. Không bừa bộn thì cô kêu tôi làm gì chứ, phải không? Cái đó sau này cứ gọi tôi là Trần Quế Anh được rồi. Dạ. Đừng có gọi là cô nữa, gọi là chị đi. Dạ, hả? Dạ được. Vậy cứ gọi tôi là Tiểu Nam đi. Cô cũng biết đó, người làm ở nhà khác thì nhất định sẽ không bao giờ gọi thẳng tên của chủ nhà đâu. Nhưng mà nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ gọi ha. Vậy nói vậy trước đây chị cũng từng làm người giúp việc sao? Tất nhiên là tôi đã từng làm rồi, bọn họ còn khen tôi rất tốt nữa. Khen tôi có tay nghề, lại còn nhân phẩm đạo đức tốt nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Phải rồi, chị không sợ chó chứ? Không sao, không sợ đâu. Đây có phải là chó vàng hay không hả? Ở thôn tôi chúng chạy khắp nơi à. Cô à, không chị Trần à, nó tên là Mặt Mặt, là giống chó sinh ra ở Anh, là giống chó vô cùng tốt, sẽ không tùy tiện cắn người khác đâu chị à. Hả? Tóm lại chỉ là chó vàng thôi, không sao, không sợ. Mặt Mặt đúng không? Mặt Mặt lại đây. Tôi nói nè chị Trần, sau này chị cứ tới buổi chiều là được. Buổi sáng tôi có thời gian. Không cần đâu, sáng tôi còn ngủ, chiều tới là được rồi. Được rồi. Thiệt ra tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều lắm, chỉ cần quét dọn sạch sẽ là được. Sau đó thì chén ở trong bếp phải rửa sạch. Còn một chuyện, đó là bất kể bàn trong phòng làm việc bừa tới mức nào cũng không được đụng vào, không được dọn. Phải rồi, chị có biết chữ hay không?
Thực ra tôi không có ý gì khác, chỉ là cô giúp việc trước của tôi không hề biết chữ. Mà chị cũng biết, máy giặt nhà tôi là máy giặt tự động, quần áo phải chia ra thành từng loại khác nhau rồi giặt, cho nên tôi chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi. Biết đó là vì hiểu biết của tôi không cao, tôi cũng là người có học chứ bộ. Phải. Chị Trần đừng nghĩ nhiều quá ha. Chỉ có mấy việc này thôi đúng không? Vậy thì được, không có gì thì tôi về trước nha. Phải rồi, chừng nào thì bắt đầu đi? Chiều mai là có thể đi làm được rồi. Buổi chiều hả? Được, tôi dạ, đi nha. Dạ, về chị tôi về xếp nha. Thời gian một chút. Dạ, chị Trần đi thông thả. Cô biết đó, tôi bận lắm, đi trước nha. Dạ được, chị đi cẩn thận nha. Không cần tiễn đâu. Dạ. Nè. Hả? Là chiều mai đúng không hả? Phải, là chiều mai, sẽ không có chiều thay đổi. Mai. Được rồi, không cần tiễn đâu, chào cô nha. Dạ. Mình đang làm cái gì vậy? Giống như là đang cầu xin chị ta. Wow. Nè, tuyệt đối đừng để Phó Vân biết nha. Nếu không, cậu ấy lại mua miếng đậu phụ đập tường đó. Tiểu yêu tinh này cũng được thiệt. Vừa mới đá anh em của chúng ta xong, đã lên mạng tìm đối tượng rồi. Có liêm sĩ hay không vậy? Tai tiếng. Là ai? Ai đang tìm đối tượng? Một em cỡ bự đang tìm đối tượng. Làm đâu đó. Đúng vậy. Đúng. Tai tiếng. Tai tiếng. Đúng vậy. Chắc chắn là tai tiếng. Chắc chắn tạo tai tiếng. Em này dán được quá. Quả hả? Xin chào. Tôi ba quý khách đang gọi, hiện tại tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nè, em nói xem, chị cả đi đâu rồi? Cũng không về nhà, cũng không ở bên dì Út. Nè, chị đang nói chuyện với em đó. Nè. Hả? Ê, trời ơi, chỗ cần tìm là tìm hết rồi. Chị hai không muốn chúng ta biết được chị đang ở đâu. Em cũng không phải ba đầu sáu tai, em có thể còn cách nào khác nữa chứ. Tại sao em không lo lắng chút nào hết vậy? Lo lắng cũng vô dụng thôi à. Chúng ta có cần tới nhà chị cả một chuyến không? Biết đâu chị ấy đã về nhà rồi. Dị muội ơi, chị tha cho em đi, chân của em như muốn gãy rồi nè. Mà thành phố rộng lớn như vậy, hai đôi chân của mình sao kiếm được chứ. Cứ đợi tin chị ấy đi. Hay là chị ấy sẽ đi tìm Đoàn Chí Thành? Không được, chị sẽ đi tìm anh ta nói chuyện. Ê, đừng. Hai chúng ta phải hỏi rõ chị hai mới được chứ. Em cũng không muốn gặp tên khốn đó nữa. Em cả ngày để tâm hồn đi đâu đâu á. Em luôn nhìn vào máy tính rồi cười. Chị không có hiểu đâu. Tiểu muội em rất được chào đón đó. Cái gì gọi là chào đón chứ? Ê, nè, chị đừng xem trộm của em mà. Lên mạng làm quen, em điên rồi sao? Làm sao? Đây không phải là điều rất bình thường hả? Hiện tại trong phạm vi cuộc sống của chúng ta nhỏ như vậy, quen biết thêm nhiều người không phải tốt hơn sao? Trên mạng đều là tên lừa đảo, đều không đáng tin đâu. Vậy ở nhà đợi chồng chị tìm tới cửa thì mới đáng tin hả? Em nói chị nghe nè, một đồng nghiệp nữ của em hơn 30 tuổi, chính là trên mạng này làm quen được một ông xã hiện tại. Họ mới kết hôn 2 ngày trước. Người đó đẹp trai giàu có, em ngưỡng mộ mất thôi. Chị nghĩ xem, một người phụ nữ hơn 30 tuổi có thể gả đi tốt như vậy. Huống hồ em lại đẹp như hoa như ngọc như vậy nè. Quan niệm của em có vấn đề đó. Gả được hay không với ngoại hình tuổi tác không có chút quan hệ nào hết. Người ta có tuổi tác lớn nhưng cũng có thể người ta thông minh, dễ thương, xinh đẹp, làm cho mọi người thích.
Còn kiểu em thì lười làm ăn nhiều, người cả ngày chỉ biết gây ồn ào. Trời ơi, cho dù em có đẹp hơn đi nữa, người ta cũng trốn em thôi. Chị đi tắm đây. Tô Nhị Muội, chị nói xong chưa vậy? Chị giống cái bà đối diện rồi đó nha. Thật khiến người ta cảm thấy phiền phức. Hôm nay ăn cơm ở nhà đối diện, anh có cảm giác rất kỳ lạ. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Em đã sớm nói với anh rồi, cả nhà đó đều không bình thường. Ý anh không phải như vậy đâu. Ừ. Lúc anh cùng họ ăn cơm, anh có cảm giác rất là gần gũi và thân thiết nữa. Thân thiết sao? Ừ. Ông xã, có phải anh nhớ ba mẹ tới phát bệnh không? Tại sao lại thân thiết với người lạ được? Có lẽ vậy. Chính là lúc cùng họ ăn cơm, anh có cảm giác rất là ấm áp. Cảm giác giống như được trở về hồi nhỏ vậy. Hồi nhỏ? Ông xã à, không phải anh nói với em anh không nhớ chuyện hồi nhỏ sao? Đúng vậy, cho nên anh mới nói là cảm giác thôi. Ông xã, trong một lúc nào đó, anh có suy nghĩ muốn tìm ba mẹ ruột của mình không? Anh thỉnh thoảng cũng muốn vậy. Anh thường ảo tưởng ba mẹ anh là người có rất nhiều tiền, sẽ đợi anh về thừa kế gia sản của họ. Wow, thì ra anh là loại người này hả? Em bị bề ngoài của anh lừa rồi. Lừa em cái gì? Em luôn nghĩ anh là người rất trung thực, không ngờ lại là người tham lam như vậy. Hả, còn muốn là đại gia đó, nói không chừng một ngày nào lại đi tìm tiểu thư nhà giàu rồi lại một chân đá em đi. Em yên tâm đi, cho dù anh có tiền anh đều chia sẻ với em. Những thứ đó đều là nằm mơ giữa ban ngày. Anh chỉ hy vọng bọn họ không khổ sở là được rồi. Ông xã à, nếu như mà anh muốn đi tìm ba mẹ của anh, vậy thì cứ đi tìm đi. Anh nghĩ coi, anh ở đây lúc đó được đưa đến viện phúc lợi, nói không chừng lúc đó ba mẹ anh chính là người ở chỗ này thì sao? Lúc đó mọi người di cư cũng không nhiều lắm, không chừng bây giờ vẫn còn ở đây. Em thật sự hy vọng anh đi tìm ba mẹ anh sao? Tất nhiên rồi. Em không sợ sẽ tìm thấy một mẹ chồng hung dữ sao? Em làm sao có suy nghĩ đó được? Anh sợ em chịu uất ức đó. Không có đâu. Sẽ không sao? Sẽ không có đâu. Thật ra anh vừa muốn tìm được ba mẹ, nhưng sợ sau khi tìm được ba mẹ sẽ không được như những điều mà anh tưởng tượng. Lỡ như tốt hơn anh nghĩ thì sao? Anh không phải là muốn thừa kế gia sản gì đó sao? Nhưng mà không có được tìm cái bà giống như bà đối diện cho em sẽ thổ huyết mà chứ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nếu thật sự là họ, anh cảm thấy rất tốt. Tốt ở chỗ nào? Em không cảm thấy họ nấu ăn rất là ngon sao? Anh coi anh đi mới như vậy mà đã mua được anh rồi. Đúng vậy. Tần Phi đã từng lấp đầy cho những năm tháng thanh xuân của em. Thật từ vĩ đại, cho dù qua nhiều năm như vậy rồi, em vẫn luôn nhớ.
vì những lần hâm mộ điên cuồng mà em đã bỏ ra vì Tần Phi. Anh giống như một ngọn lửa thắp sáng sự nhiệt huyết trong cuộc sống của em. Anh cho em động lực không ngừng dâng lên. Em vẫn luôn theo dõi mỗi lần anh xuất hiện. Có thể nhìn thấy anh từ xa chính là hạnh phúc nhất lúc bấy giờ đối với em. Em vẫn còn nhớ Đoàn Chí Thành vì theo đuổi em đã nghĩ mọi biện pháp để lấy được chữ ký của Tần Phi, cho em ngạc nhiên rồi làm cho em vui. Nhưng mà thời gian qua đã đi đâu rồi chứ? Tô Mai, anh nghĩ chúng ta dứt khoát sớm sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Chúng ta nên chấm dứt thì hơn, Tô Mai, em hiểu không? Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho ba người chúng ta. Mẹ của Quả Quả à, nếu như cô muốn thẻ tín dụng thì hãy nói với tôi một tiếng đi. Tôi vốn dĩ cũng định tặng quà cho cô. Cậu chính là người vừa mới gọi điện sao, đúng không? Không gọi điện cũng không sao hết, tương phùng cũng là sự ngẫu nhiên. Mời vào bên trong. Thôi tôi cũng không muốn làm lãng phí thời gian của cậu. Cậu muốn xem loại phòng nào, là mua hay là thuê? Tôi muốn tìm một phòng có sự riêng tư tốt. Cậu nói có sự riêng tư tốt nghĩa là sao hả? Chính là đảm bảo việc riêng tư của tôi, không để ai biết được. Tôi hiểu rồi. Nhà trọ giá cao bây giờ quản lý rất là tốt, hoàn toàn có thể bảo đảm sự riêng tư cá nhân cho chủ hộ. Còn có, tôi hy vọng mỗi buổi sáng ánh nắng mặt trời có thể chiếu thẳng tới mỗi góc ở trong phòng. Tôi muốn tắm trong ánh nắng mặt trời. Tắm hả? Tôi hiểu rồi. Phòng ngủ chính quay về hướng đông hoặc là hướng đông nam. Đúng vậy. Còn nữa, tôi hy vọng là không khí ở trong phòng phải thật thông thoáng mới được. Nam Bắc thông nhau. Còn một điều quan trọng nhất là tôi muốn căn nhà đó có một vườn hoa riêng thật xinh đẹp. Còn cần cả sân vườn hả? Nhà thông ra vườn có phải không? Tất nhiên là vậy rồi. Được. Vậy cậu tính thuê giá bao nhiêu là được với cậu? Mức giá hả? 20.000 tệ một tháng hả? 2.000 tệ. Cậu nhìn căn nhà này đi. Nó nằm ở mặt Tây và quay về hướng Đông. Nếu mà cậu dậy sớm thì ánh nắng có thể chiếu tới từng góc nhà. Đừng nói đóng cửa sổ nghe. Dù là mở cửa, không, đừng nói là mở cửa sổ. Dù có đóng cửa thì không khí trong phòng cũng có thể thông thoáng khắp cả nhà luôn. Nè, cậu nhìn khoảng sân này đi. Từ phòng nhìn ra đều nằm trong tầm mắt của cậu hết. Tất nhiên là cũng của mọi người luôn. Nhưng mà nếu như cậu muốn trồng hoa xung quanh nhà thì tôi tin hàng xóm chắc cũng hoan nghênh lắm, không sao hết. Làm đẹp khu vực chung mà, đúng không? Nên không sao đâu. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ở đây rất kín đáo. Nè, tôi nói cậu biết nha. Khách thuê trước đây đã ở căn nhà này 4 năm rồi mà tôi chưa từng gặp qua cậu ta. Quên mất chưa giới thiệu với cậu. Tôi ở tầng 3 tòa nhà nhỏ kế bên kia. Nếu như cảm thấy căn nhà này hợp lý thì sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Sao hả? Đáp ứng tất cả điều kiện của cậu. Quan trọng nhất là giá cả của cậu đưa ra. Có 1 không 2 luôn đó, chỉ có 1 thôi. Hả? Vậy tôi vào bên trong coi một chút được không? Thành thật xin lỗi nha, khách thuê trước đó có một số việc nên chưa chuyển đồ đi nên không tiện lắm. Kết cấu bên trong rất đơn giản, một phòng đơn, một phòng vệ sinh, còn có một nhà bếp và một cái lò vi sóng nữa. Vậy được, quản lý của tôi sẽ liên lạc với anh sau.
tạm biệt. Gì người quản lý? Bộ là ngôi sao hả? Sao mình không thấy mấy tay săn ảnh ta? Kỳ lạ thiệt. Căn nhà này tìm ra toàn quái nhân không? Cũng may mà thế chấp cho anh hai. Tú Diễm à. Ừ? Từ lúc em tới chỗ chị, miệng em chưa hề nghỉ ngơi, chỉ biết ăn thôi. Vậy mà em còn nói muốn giảm cân. Nhưng mà ngon mà, chị có muốn ăn không? Không ăn. Ê. Nè nè, ừ? Em nhìn bộ quần áo này đi, rất hợp với Mai Mai đó. Ừ. Mai Mai chắc mặc vừa đó. Vậy giữ cho nó đi. Được. Nè, ừ? Gần đây Mai Mai có gọi cho em không? Có tới nhà không vậy? Thằng con rể nhà em chỉ được mỗi cái miệng thôi. Suốt ngày nói lời ngon tiếng ngọt. Sợ là Mai Mai nghe theo lời dỗ dành mà theo về mất thôi. Người ta nói gương dở khó lành. Dù Mai Mai có quay về thì chắc cả đời nó cũng sẽ không quên được chuyện này đâu. Đúng là người từng trải có khác. Năm đó chồng của chị cũng đi lăng nhăng, cũng có bộ, chị cũng không quên được hay sao? Em nhắc tới hắn làm gì? Trời ơi, thì chị gợi chuyện này trước mà. Thôi mà, được rồi, đừng giận em ha, đừng giận mà. Ai vậy? Chị tới rồi sao? Tiểu Nam. Chị cứ thoải mái quét dọn được. Đi ha. Phải rồi. Đừng có dùng mấy hốc bụi. Dùng chổi là được rồi. Được cố rồi, gắng nhẹ nhàng một chút ha. Tôi ngủ thêm một chút đây. Trời ơi. Chị dâu à, chị chưa nhìn thấy nhà đối diện đâu. Nó bề bộn đến mức mà chỗ để chân cũng không có luôn á. Cái gì? Đến chỗ để chân cũng không có nữa. Vậy hả? Đúng là một cô gái lười biếng lôi thôi. Chị còn chưa thấy phòng đọc sách của người ta. Cái gì cũng có. Nào là hạt hướng dương nè, đồ ăn giặt nữa nè. Rồi cũng có cả giấy vệ sinh đã dùng rồi nữa. Còn không cho em đụng vào nữa. Không cho em đụng vô thì dọn dẹp thế nào? Ai mà biết được. Có lẽ cô ta cũng cảm thấy em là gái nhà quê nên khinh thường. Chị nói thử xem. Cô ta cả ngày chỉ biết ngủ, lẽ nào không có việc gì để làm hả? Đúng là cô gái lười làm mà ham ăn. Chị không biết đâu. Cô ta đó hả? Ngủ suốt ngày luôn. Ngủ đến trưa đã đành rồi. Buổi chiều em đến vẫn còn đang ngủ. Còn không cho em dùng máy hút bụi nữa. Nói là em dùng chổi vì sợ ảnh hưởng đến cô ta. Đúng là nữ quái mà. Bà ngoại, nữ quái là gì vậy? Quả quả. Cái đó nữ quái. Ngoan. Ngoan như quả quả vậy đó. Còn ngoan hơn cả con nữa. Không đâu. Quả quả nhà chúng ta là cô bé ngoan nhất trên đời này mà. Vậy nữ quái mà hai người đang nhắc tới đang ở đâu vậy? Xa không? Nữ quái đó đang ở một nơi rất xa, rất là xa. Lần sau khi cháu về, bà ngoại sẽ giới thiệu cho cháu nha. Là bao xa? Có xa hơn trường học không? Trẻ con bây giờ nói mãi không ngừng. Chẳng giống như là Khải nhà em. Không nói không rằng, ngầu lắm luôn đó. Quả quả à, cháu chơi mệt rồi đúng hay không? Được rồi, bà ngoại đưa cháu đi ngủ ha. Nè, cháu yêu của bà. Lại đây, bà ấm cháu đi ngủ nha. Ngoan lắm. Đã nói là em đừng về rồi, em không chịu nghe. Em biết hết rồi. Mẹ nói sao hả? Tô Mai, ly hôn không phải tận thế đâu. Dù chúng ta có chia tay thì cũng vẫn có thể là bạn tốt mà, không sao đâu. Đừng có nói nữa. Tôi bỏ cuộc.
Thật chứ? Không từ bỏ thì còn cách nào khác sao? Lại vậy nữa rồi. Nói hoài mà em vẫn không chịu hiểu. Nhưng mà tôi có một điều kiện cho anh. Điều kiện gì em nói đi. Anh chấp nhận hết. Nếu như nằm trong khả năng của Đoàn Chí Thành anh thì anh đồng ý hết. Không được để cho ba mẹ tôi biết chuyện này. Ba mẹ không phải người ngốc đâu em, mà làm sao mà giấu được chứ. Chẳng phải anh nói coi như anh ra nước ngoài làm việc hay sao? Tôi sẽ nói với ba mẹ tôi như vậy. Tô Mai, em có nhất thiết làm cho mọi chuyện phức tạp lên như vậy không? Cho tôi thời gian một năm đi. Tôi sẽ từ từ nói với ba mẹ của tôi. Ba mẹ cũng không phải người có suy nghĩ cổ hủ đâu đúng không? Chỉ là ly hôn thôi mà, họ nhất định hiểu cho chúng ta. Nếu mà anh còn nói như vậy thì tôi sẽ không ly hôn với anh nữa. Anh cứ kiện đi. Dù có kiện cũng không nhanh chóng ly hôn được đâu. Đối với anh cũng không có lợi gì. Tô Mai, em làm cái gì vậy? Ba mẹ tôi vì tôi mà suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày trước vì muốn kết hôn với anh mà tôi đã bất chấp sự phản đối của ba mẹ, khiến cho ba mẹ tôi khóc khô cả nước mắt. Bây giờ thì lại đòi ly hôn, thì làm sao ba mẹ chịu đựng nổi. Đường đã trải sẵn cho anh rồi, anh tự mà chọn đi. Chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ ly hôn đúng không? Ý em là vậy sao? Nhưng một năm này anh vẫn phải làm tròn bổn phận của một người con rể. Ngày lễ ngày Tết vẫn phải gọi điện cho ba mẹ tôi, thường ngày cũng phải hỏi thăm nữa. Anh tự mình cân nhắc đi, đừng có để ba mẹ cảm thấy lạ là được. Tô Mai, em không cảm thấy như vậy phiền phức lắm sao? Được thôi, anh đồng ý. Trước mặt ba mẹ chúng ta vẫn giả bộ thân thiết với nhau, không sao hết. Anh sẽ cố gắng phối hợp. Hôm nay anh nói được thì phải làm được. Nếu như chuyện này mà lộ ra, anh phải trả tôi gấp đôi phí bồi thường về tinh thần của tôi. 500.000 tệ. Bao nhiêu chứ? 500.000 tệ. Em cũng ghê gớm thật. Nói nhiều như vậy quá ra cũng vì tiền thôi sao? Tôi vì tiền thì anh là vì cái gì? Anh gì? Thôi được rồi, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa. Tô Mai, em nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta lớn rồi. Em có bảo đảm là ba mẹ em không chạm mặt anh không hả? Nếu như họ tới nhà hàng của anh ăn cơm thì sao đây? Vậy cho nên anh phải rời khỏi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.